Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TLD. Phải nói thực sự với các bạn thì phải thú thật là vừa đi uống rượu với các nhà phân phối về. Thưa các bạn, là một tin rất là vui. Đó là đợt này thì tháng này mình đã đạt vượt doanh số cho các nhà phân phối laptop lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Để chúc mừng kênh công nghệ của TLD mình sắp đạt 100.000 sub, 100.000 người theo dõi. Đó là tình cảm của các bạn. Đó là sự đam mê và đó là nhiệt huyết của mình. Đấy. Tháng này thì mình đã vượt doanh số các nhà phân phối hãng. Đấy, mình hứa với các bạn đó là tháng này mình sẽ tiếp tục dành 10 tỷ. Có là 10 tỷ tiền đó là doanh số bán ra để hỗ trợ cho quý khách hàng đến tận tay người tiêu dùng có giá tốt nhất, rẻ nhất và phục vụ tốt nhất. Thưa bạn, ngày hôm nay sau video này mình sẽ giảm giá tiếp tục đó là 1,5 triệu đồng cho một máy Dell Latitude 7390. Một trong những cái mẫu máy mà tốt nhất tại thị trường 2020 dành cho doanh nhân, dành cho các bạn cơ động, mỏng nhẹ, di chuyển nhiều, cần một chiếc máy tốt, phục vụ tốt, chạy nhanh. Đặc biệt chiếc máy của chúng ta có LTE, đó là kết nối mạng 4G tại thị trường Việt Nam. Đi đâu cũng có mạng. Máy được trang bị dòng CPU đó là i5-8350U. Đấy, vi xử lý lên đến 4 lõi 8 luồng, mạnh mẽ như coi 7. RAM 8GB SD256GB. Hiện nay các shop đang bán tại thị trường đó là khoảng 18 triệu. Mình sẽ bán cho các bạn đó là 16.490.000 máy mới nguyên hộp. Đấy, được bảo hành chính sách đó là 1 năm. Thưa các bạn, là chiếc máy có khả năng nâng cấp RAM, đấy, có khả năng nâng cấp ổ cứng, với phiên bản vừa rồi sẽ là 16.490.000. Tính ra là các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng vài triệu chi phí so với các cửa hàng khác, và mình vẫn bảo hành như bình thường kèm theo phần quà tặng trị giá 600.000 đồng nữa, bao gồm một ba lô có khả năng chống sốc, có khả năng chống nước mưa, nhưng các bạn là mưa nhỏ thôi, và kèm theo một con chuột full hand giá 200.000 và kèm theo một cái lót chuột nữa các bạn ạ, để phục vụ các bạn tốt hơn. Riêng về phần mềm mình sẽ bảo hành cho các bạn trọn đời. Đấy, về phần cứng thì mình sẽ bảo hành cho các bạn 1 năm, cũng như bảo dưỡng vệ sinh, các bạn sẽ không bao giờ mất tiền. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp test và đánh giá dòng sản phẩm này xem có đáng đồng tiền bát gạo để các bạn sở hữu hay không. Mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, đây Dell Latitude này, cấu hình của máy này các bạn sẽ thấy là phân khúc màn hình 13.3 inch, có màn hình cảm ứng này, đầy đủ những cái công nghệ tiên tiến bây giờ, các bạn có thể nhìn thấy ở đây nhé. Bây giờ tớ sẽ lập hộp ra. Và chiếc máy này thì xuất xưởng của nó là xuất cho thị trường Mỹ các bạn nhé. Dòng Dell Latitude thì các bạn biết rồi, đây là dòng quá nổi tiếng dành cho doanh nghiệp, một chiếc máy có thể hoạt động siêu bền bỉ và đạt tiêu chuẩn quân đội, đó là STD80G. Sạc này các bạn này, sạc của chiếc máy này 65W nhé, sạc kiểu giống XPS. Nhẹ lắm các bạn ạ, mình cầm nó rất là nhẹ. Đúng là dòng Latitude bao nhiêu năm rồi thiết kế không thay đổi. Một phong cách thiết kế tối giản, không quá màu mè. Đối với các doanh nhân thì những chiếc máy càng đơn giản, càng ít màu mè càng tốt. Như các bạn có thể nhìn thấy, nhìn vào đây rất sang trọng luôn. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy chỉ có 1,2 kg, tớ cầm một tay quá thoải mái luôn. Bây giờ thì để gần vào review nào. Vâng, thưa các bạn, là khi để trên bàn chúng ta sẽ có một mẫu máy tính với thiết kế tối giản. Chúng ta sẽ có một màu đen làm chủ đạo. Toàn bộ vỏ máy đều bằng hợp kim nhôm Mazue, cấu tạo nên chiếc máy vô cùng chắc chắn luôn. Đối với dòng sản phẩm Latitude thì thường đạt được tiêu chuẩn, đó là STD80G, và chiếc máy này cũng là không ngoại lệ các bạn ạ. 7390 các bạn nhé, Dell Latitude 7390. Một logo Dell được định hình ở giữa như này, chrome sáng bóng. Càng ít chi tiết thì tớ thấy nó càng đơn giản, mà nhìn cái máy nó càng đẹp. Không màu mè, không hoa mỹ. Các bạn sẽ thấy này, đây là hợp kim nhôm và lề của nó này. Càng tối giản mà làm càng sang, nó càng khó, mà nó làm đã đẹp rồi, nó lại còn khó nữa. Đấy. À, các bạn nhìn thấy cái cổng này. Bây giờ hầu hết những chiếc máy đời mới thì cứ lược bỏ hết những cái chẳng hạn như USB rồi các bộ, toàn bộ các cổng đúng không? Nhưng chiếc máy này không. Đã định hình dành cho dân văn phòng, đã định hình dành cho doanh nhân thì phải kết nối được đầy đủ.
các bạn sẽ nhìn thấy này. Đây, đây là khe cắm sim để chúng ta dùng mà LTE Việt Nam nhé, LTE luôn anh em ạ. Phone mic được tích hợp giao tiếp 3.5, đầu đọc thẻ SD, mini SD. Và đây chúng ta sẽ có cổng USB, đặc biệt cổng LAN vẫn còn. Quá hiếm những chiếc máy đời mới bây giờ trang bị cổng LAN luôn, bởi vì bây giờ nó lược đi hết, máy càng ngày càng mỏng và nó bỏ đi hết các cổng truyền thống. Những chiếc máy này ở phân khúc màn hình 13.3 inch mà chỉ có 1/2 thì tôi thấy chiếc máy này quá tuyệt vời luôn. Cầm vào nó nhẹ bộp và tay nó rất là chắc chắn luôn. Các bạn nhìn này. Đằng trước cũng là một led thiết kế tối giản và sẽ hơi có cái gờ, các bạn sẽ nhìn thấy cái gờ này để chúng ta mở máy nó đơn giản này. Đây là đèn tín hiệu, máy đang chạy này. Đó. Ở bên này thì các bạn sẽ thấy là HDMI, USB và có cổng USB Type-C. Và chúng ta sẽ có cổng sạc chân tròn to như này. Thực ra cái cổng này thì bây giờ rất ít máy dùng, trừ những dòng máy gaming. Còn cái dòng này Dell XPS thì thường sẽ cắm bằng sạc Type-C. Bên dưới máy này các bạn sẽ thấy này, rất đơn giản, rất nhiều năm rồi chiếc máy thiết kế không hề thay đổi. Các bạn sẽ thấy những cái ốc này đây, để mở chiếc máy này ra cũng rất là đơn giản luôn, chỉ là những ốc bốn cạnh và hốc không khí tản khí nóng được đẩy ra đằng sau. Ô, con này thiết kế như này là mình thích rồi này, chứ ở sườn là tớ không thích rồi. Đằng sau này các bạn có dùng để tì tay trên này, cứ để thoải mái luôn, không bị nóng đâu. Windows bản quyền Pro này, Windows bản quyền đây, tên của máy này. Và những cái hốc này sẽ hút không khí vào, tản khí nóng ra đằng sau nhá. Thiết kế quá thông minh luôn. Bây giờ tớ sẽ mở chiếc máy này ra xem nội tạng bên trong nó có thể nâng cấp được những gì, chỉ cho anh em luôn nhá. Đúng là một chiếc máy thiết kế cho doanh nghiệp của khác, là việc cả tháo này, vệ sinh này, nâng cấp bảo dưỡng máy cực kỳ đơn giản, chỉ một tu vít bốn cạnh. Các bạn sẽ mở hết cái hốc này ra nhá. Cái hốc này vừa nãy mình chưa chỉ là hốc loa các bạn nhá. À, dễ không? Cực nhẹ nhàng, rất đơn giản. To nhất bên trong là bo main, có pin. Pin của em này dung lượng lên đến 60Wh này. Pin này dùng thì ngon rồi. Ổ cứng SD của Sky Helix này. Con này ổ cứng cho phép anh em nâng cấp nhá. LVMe, nếu mà cho phép nâng cấp là LVMe luôn. Còn ổ cứng này mình nhìn đây thì là ổ cứng thường, không phải là LVMe anh em ạ. Nếu có điều kiện để nâng cấp LVMe và chạy cho nhanh. Wi-Fi AC này. Đây là cái gì ạ? Đây là LTE đấy các bạn. Cái cạc WAM nữa để bắt mạng này, nó có chữ WAM này. Bây giờ những dòng máy mới hay thật, tan có LTE luôn, sướng. Đây, đây là CPU này, quạt tản nhiệt này, rất nhỏ nhắn, xinh xắn. Không biết là tản nhiệt quạt hơi bé này thì liệu nó có mát hay không. Đây là pin set mode này. Chiếc máy này chỉ có một khe RAM. Chính vì thế là thông thường thì chúng ta sẽ nâng cấp là 16GB. Nếu nhà chiếc máy nó có cho phép được nhận được 32GB thì chúng ta sẽ cắm một que RAM 32GB vào đây đều được. Bởi vì bây giờ là có một que RAM bây giờ có thể lên đến 32GB, một que RAM chuẩn RAM DDR4. Hai cái loa trường này. Loa trường loại này thường trên dòng Latitude nghe to và hay lắm. Tí nữa tớ test luôn nhá. Bây giờ lắp vào test. Các bạn có thể nhìn thấy này. Ấn tượng không? Latitude bình thường thì nó sẽ hơi thô một chút, nhưng với việc cái barrier về màn hình rất mỏng luôn. Nhưng điều khác biệt đó là dòng Latitude thì họ lại làm trên này khá là dày để bố trí camera. Trong khi các dòng XPS thì nó lại làm mỏng hơn. Nhưng tớ thì tớ thích kiểu dày như này, mỏng quá nhìn trông nó cứ điêu điêu ấy. Đấy, anh em thấy này, đúng là vỏ của nó này, dòng quân sự của khác STD80G rất là bền luôn này, nhấn nó chả bị lún liếc gì luôn. Khung của này là bằng hợp kim nhôm đấy các bạn nhé, khung hợp kim nhôm mà nó trá một lớp sơn đen ở bên trên chống bám vân tay, đẹp thật. Quả viền màn hình nhìn đúng là nhìn nó sang cả cái máy lên. À, led phím này, led của Latitude dùng sướng không? Anh em nhìn nhá, đẹp không? Led phím bật đây này anh em này, đây đang sáng này. Mặc dù là dòng màn hình 13.3 inch nhưng Dell đã bố trí chúng ta một cái bàn phím chủ yếu phục vụ dân văn phòng, chủ yếu phục vụ các anh em cày phím. Chính vì thế là cái bàn phím rất to, khoảng cách rõ ràng, vuông như này, kể các phím điều hướng làm cũng rất rộng luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có phím bật nguồn ở đây, hơi nóng được đẩy ra sau này nhá, rất tiện đấy. Logo Dell được đính ở giữa này, cần. Và con camera này của nó là 720p thì việc chúng ta gọi điện video hoặc là chúng ta quay các đoạn video rất là lép luôn. Có mic, mic các thứ để có thể thu tiếng của chúng ta. Này, mỏng không? Gập được như này là sướng rồi, đấy. Ok, bàn phím thế nào. Bấm chính xác luôn anh em ạ. Chuột này.
chuột nó phải làm to như này thì dùng mới sướng, chứ còn nếu mà làm bé thì là mình lại không thích, bởi vì dân văn phòng chúng ta dê chuột cũng rất là nhiều. Đôi khi có thể dùng chuột ngoài thì sướng, nhưng mà dùng chuột trên máy thì chúng ta vẫn dùng nhiều hơn. Ở bên này có phủ một cái lớp cao su này. Đấy, chống bám vân tay rất tốt luôn. À, test anh em nào. Đây. Nếu nhìn vào đây thì không ai nghĩ chiếc máy này lại có màn hình cảm ứng. Nhưng bây giờ với công nghệ là màn hình nó không cần kính. Nếu mà có kính thì thường nó sẽ tương phản, nó nhìn vào màn hình thì xấu đúng không? Đây. LTE nhá, cắm sim mà dùng 4G luôn nhá. Đây này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đây. Chất không? Đấy, cái này là điểm chất nhất của chiếc máy này. Đang test ổ cứng này anh em này. Con này mình phải cho luôn, đây là cái nhược điểm. Anh em mua chiếc máy này nâng cấp cho mình ngay một chiếc ổ cứng SDLVME tầm khoảng PCIe Gen 3, tốc độ khoảng 3 vi một giây. Nếu đầu tư con ổ cứng đó thì mất khoảng 1,5 triệu, bỏ cái ổ cứng này đi. Chứ còn bây giờ vẫn sử dụng cái ổ cứng M-Santa như này, đây là điểm trừ của chiếc máy này. Phải nói luôn, điểm trừ. Không thua, còn tốc độ đọc này thì mình thấy là không nhanh. Còn bây giờ mà SSD-LVMe mà chuẩn con Gen 3 phải đọc khoảng 3 GB. Đấy, nhanh như thế mới sướng. Tất nhiên là có SD thì cũng tốt rồi. Sky Helix 256 GB này. Wi-Fi đang sử dụng là của AC nhá. À, các bạn sẽ thấy đua Wi-Fi này 8265. Wi-Fi này băng tầng nó rộng lắm anh em ạ, 5GHz này. Các bạn lưu ý đây là công nghệ cảm ứng đa điểm. Đúng là còn Wi-Fi ngon hơn khác, loát vèo vèo luôn. Rất nhanh luôn. Thấy không? Các bạn thấy không? Đây là lần đầu mình bật luôn mà nó loát nhanh như thế này. Đây. Anh em có thể thấy loát rất nhanh luôn. Mà trên màn hình không hề có kính luôn. Đúng là với công nghệ bây giờ. Trước đây mình thấy một số dòng ThinkPad nó cũng làm như này, và bây giờ đeo được ứng dụng rồi. À, anh em có thể zoom to, zoom nhỏ rất dễ dàng. Đấy. À, chuột này nó cũng hỗ trợ cảm ứng đa điểm đấy anh em nhé. Đây. Con chuột ở trên máy ấy. À, nó cũng hỗ trợ đa điểm này. Và cũng có thể zoom to, zoom nhỏ, cái thứ thoải mái luôn. Đấy. Tính năng rất là hay. Tiện thật, có quả màn hình cảm ứng này thì anh em sẽ hỗ trợ việc anh em chấm chấm chọc chọc trên màn hình rất tiện. Đặc biệt bây giờ rất nhiều bạn dùng máy tính để vẽ tranh điện tử. Đấy, rất là hay luôn. Vẽ tranh hoặc dùng các phần mềm ứng dụng trên màn hình thì chúng ta chỉ cần bấm. Đấy, nó tiện dụng. Úi giời. Anh em thấy nó loát đọc nhanh không? Mới chỉ là ổ cứng thường đấy, nó loát này. Úi giời, bấm phát lên luôn. Đúng là với công nghệ SD bây giờ thì mọi thứ tác vụ của máy tính bây giờ nó lên nhanh thật. Cấu hình của máy này. Các bạn có thấy là Dell Latitude 7390 được trang bị i5 nó là 8350U. Đây là con chip Bezulis thì thường nó cao hơn so với một số dòng nó là 8250 chẳng hạn, nên là con này 8350. RAM 8GB này. Màn hình của máy đó là 13,3 inch 60Hz Full HD IPS. Cam hình được sử dụng đó là UHD Graphics 620, còn gọi là card đồ họa on. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test qua phần mềm Fullmax đây để xem chiếc máy chúng ta tản nhiệt nó như nào anh em nhé. Thưa các bạn, là việc máy được trang bị chip U và không card đồ họa rời, chính vì thế nó sẽ không phù hợp cho các bạn làm đồ họa cũng như chơi game chuyên nghiệp. Ở đây thì các bạn có thể thấy là mình test ở chế độ lửa như này thì mức FPS chúng ta nhận được chỉ có 7, 6 hoặc 7 thôi. Và GPU đó là card đồ họa on hoạt động đến 100%. Nếu ở chế độ 2D thì chiếc máy này hoạt động cực kỳ mát, ok và ngon lành. Mức FPS đẩy lên 400, hơn 400. Và nhiệt độ của CPU sẽ ở ngưỡng khoảng 70 độ. Các bạn có thể nghe thấy là khi bắt đầu chạy ở chế độ đồ họa thì một quạt bên trong. Mình thấy cái quạt cũng hơi nhỏ và cái điều lo lắng đầu tiên là mình sợ máy chạy nóng. Nhưng thưa các bạn, là đeo ra làm được như này là ok rồi. Quạt không quá ồn và nhiệt độ như này thì cho phép. Nhiệt độ như này vẫn là cho phép. 70 độ, duy trì 70 độ là ok, ngon lành. Quạt như này, nếu các bạn làm trong môi trường văn phòng thì nó cũng không quá ồn các bạn ạ. Như này cũng là ngon rồi. Đây, chúng ta có thể nghe thấy quạt, nhưng quạt như này theo mình thì chấp nhận được, không ồn quá. Và hơi nóng được đẩy ra đằng sau, một cái thiết kế rất là thông minh. Đẩy ra đằng sau và khi sờ đây thì nhiệt độ có thể lên đến 60 độ C. Bởi vì vỏ của nó bằng hợp kim nhôm. Nên nó đẩy ra thì khung phần này nó sẽ nóng tương đối nhanh. Nhưng mặt tì tay này rất là mát. Cái quan trọng là chỗ chúng ta để tay nó không bị nóng là ok rồi.
không sinh nhiệt. Mình đang test cái ứng dụng vào web này, bởi vì dân kinh doanh nó vào rất là nhiều. Bạn sẽ thấy này, đúng là con wifi khủng của khác, vào cái gì loát nhanh lên luôn này. Nói chung thì 8GB RAM thì cứ mở khoảng 25 tab, dân kinh doanh chúng ta thoải mái mà. Kể các bạn có thể chạy Facebook marketing hoặc các video quảng cáo chạy trên chiếc máy này thoải mái. Yên tâm là máy còn năng lực RAM. Nếu mà muốn nâng RAM cao hơn thì chúng ta có thể nâng 16GB. 16GB thì mở thoải mái luôn. Mở 15 tab lên luôn. Sáu bảy tám chín mười một hai ba mười bốn phát rồi, sáu phát nữa đi. Nói chung thì tiết diện màn hình của chúng ta là 13.3 inch thì nó cũng sẽ không quá nhiều không gian, nhưng đối với dân kinh doanh, đối với dân văn phòng thì chúng ta bật rất là nhiều thứ, xem rất là nhiều thứ trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra chiếc máy này dùng hết dung lượng RAM đang là bao nhiêu, tài nguyên máy sử dụng như nào. Các bạn sẽ thấy này, RAM đang sử dụng hết 6,4GB mà chúng ta ở đây là RAM chúng ta 8GB, đang sử dụng hết 78%. Đây là đang để mọi thứ trên màn hình. Bây giờ tớ sẽ bật thêm một cái video 4K đi test màn hình luôn. Đúng là con màn hình viền mỏng nó nhìn nó sẽ đẹp và sexy hơn. Ôi rồi, quả màn hình này cực kỳ ngon anh em ơi. Tỷ lệ bao phủ màu nó lên đến 132% gamut anh em ạ. Vượt xa mức trung bình bây giờ là 108% sRGB. Đúng là dòng cao cấp của khác. Và độ sáng của màn hình đạt được là 300 lít các bạn nhá. 300 lít. Quá ngon. Bây giờ âm thanh này, mình sẽ to hết âm thanh lên. Đây. Góc nhìn màn hình rộng không? 178 độ cho góc nhìn màn hình Full HD IPS. Âm bass nghe tương đối tốt, nhưng mà âm chét khi bắt đầu ở phân âm lượng cao thì có vẻ như máy hơi rung, bởi vì con này là loa trường. Màn hình đẹp, âm thanh hay. Nói chung màn hình Full HD như này là quá ngon rồi. Tỷ lệ bao phủ màu như này quá chính xác để cho các bạn làm đồ họa, cũng như mọi thứ mà yêu cầu khắt khe về màn hình thì đây là màn hình ngon. Loa trong phòng như này thì nghe cũng ổn đấy, nhưng mà có vẻ hơi nhỏ. Hơi nhỏ một tí. Nhỏ hơn XPS. Mà đủ để chúng ta nghe. Con này thì các bạn lưu ý có Bluetooth 4.2 nhá, để các bạn có thể kết nối ra bên ngoài. Kết nối ở đây thì chúng ta sẽ có thể kết nối chuột, kết nối và loa, rất là nhiều thiết bị bây giờ kết nối không dây qua Bluetooth. Có Bluetooth cũng rất là tiện. 4.2 thì nó cũng rất là nhanh rồi các bạn nhá. Đây, tài nguyên thao dùng vẫn thoải mái này. RAM của máy, RAM bớt boot 2.4 các bạn nhé. Boot 2.4 là RAM này. Vâng, thưa các bạn này, với CPU ở đây chúng ta sẽ có là 8350U. Tớ cũng thử test khả năng render của chiếc máy. Với chip U thì mặc dù là nó không quá khỏe, nhưng vẫn có thể làm render 3D như này được. Các bạn thấy là một bức ảnh ở đây render, nó vẫn chạy bình thường, nhưng chậm hơn nhiều so với dòng chip, chẳng hạn như là chip H thế hệ mới dành cho các dòng gaming hay đồ họa. Đây. Nhưng với con CPU đời 8, việc nâng số lõi, số luồng lên, chính thế vi xử lý của nó cực kỳ mạnh, nó lên đến 588 CB, một điểm số đủ để chúng ta làm đồ họa 2D và có thể làm đồ họa 3D, nhưng chậm hơn so với dòng chip H. Camera sử dụng trên máy UHD Graphics 620, nó sẽ hỗ trợ các chuẩn 4K. Bây giờ mà chúng ta hay xem phim với xử lý các thuật toán về hình ảnh thì với UHD Graphics 620 tốt hơn dòng 620 thế hệ cũ các bạn nhé. Chip i5 đời 8 bây giờ thì nó sẽ nhân lên, các bạn có thể thấy là bố nói 8 luôn. Đây. Bắt đầu đến đời 8 thì nó mới như vậy các bạn nhé.
Đây, với đồ họa mô phỏng UHD Grandfix 620. Đây là vẫn có thể chạy được, nhưng có lẽ là những cái hình ảnh mà những cái đường led ở trên màn hình thì các bạn thấy là mô phỏng nó sẽ hơi giật một chút. Còn nếu mà máy khỏe thì nó chạy thì mượt mà lắm. Và mức FPS chúng ta nhận được khoảng trên 40 thôi. Còn đối với những chiếc máy có cầm hình rời thì có thể lên đến 40, 80, 90 và thậm chí những chiếc máy mình test có thể lên đến hơn 100 FPS. Đấy, những hình ảnh nó chuyển động vẫn chuyển động chậm, hơi giật một chút. FPS. Nói chung là đủ để làm đồ họa 2D. 3D thì vẫn có thể kéo được nhưng hơi chậm một chút các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, tớ đang test thử game Liên Minh Huyền Thoại các bạn nhé. Nói chung thì với dòng Cebu thế thứ 8 và cả đồ họa ON thì chúng ta vẫn cày kéo những cái tựa game không quá lặng. Game này thì nhiều anh em chơi ở Việt Nam thì mình hay cài vào để mình test. Mức FPS chúng ta có thể nhận được từ khoảng 60 đến 80, thậm chí có những lúc sẽ nhảy lên khoảng 90. Mức cài đặt mình đang cài đặt cao nhất. Nhiệt độ của CPU ở ngưỡng chỉ 60 độ C, hơn 60 độ C khi chúng ta chơi game. Nếu mà anh em có thích chơi PUBG bản mobile thì có thể cài vào đây chơi thoải mái anh em nhé, vẫn có thể cài rất ngon. Bản PC thì máy sẽ không đủ cấu hình để chơi. Bắt đầu quái vật ra để chúng ta đánh nè. Anh em có thể thấy là những hình ảnh trên màn hình nó không hề bị giật lag gì cả, nên anh em cứ thoải mái cài vào chơi. Và yên tâm, dòng này tản nhiệt đủ để chơi, không nên không sót máy. Bàn phím của dòng này thì cũng bấm tương đối sướng, sẽ phù hợp cho các bạn bấm chơi game. Nhưng mà có lẽ chơi game ngon thì anh em vẫn phải cắm thêm chuột vào bàn phím từ bên ngoài, bấm sẽ sướng hơn. Vâng, thưa các bạn thấy là mình vừa test xong chiếc máy đó là Dell Latitude 7390. Thưa các bạn, đây là một trong những chiếc máy mình khẳng định với các bạn đó là tốt nhất tại thị trường 2020 dành cho doanh nhân, dành cho các bạn thường xuyên di chuyển đi lại nhiều. Ưu điểm của chiếc máy đó là mỏng nhẹ với vỏ bằng mazue. Đấy, các bạn thấy rồi, trọng lượng tổng thể của chiếc máy chỉ có 1,2 kg. Kèm theo màn hình của nó với tỷ lệ bao phủ màu lên đến 90% RGB và 59% Adobe RGB. Đây là một cái màn hình cực kỳ trung thực sắc nét với viền màn hình mỏng. Máy được tích hợp camera sẽ hỗ trợ cho các bạn học trực tuyến này, học online này, cũng như các bạn dùng cái tính năng quay phim, chụp ảnh đều rất ok. Ưu điểm của máy mình cực kỳ thích đó là gì ạ? Có LTE, kết nối mạng 4G mọi lúc mọi nơi, kèm theo Wi-Fi AC với băng tầng kết nối lên đến 5GHz cực kỳ nhanh, với thời lượng pin dùng khoảng 5 đến 6 tiếng cả một ngày chúng ta đi làm mà không cần phải sạc. Máy có hỗ trợ các bạn nâng cấp được RAM đấy, 16GB RAM tha hồ mà làm công việc văn phòng, đúng không ạ? Và hiện nay mức giá mình đang khuyến mại cho các bạn là 16.490.000. Tại vì sao các bạn lại không sở hữu ngay? Đây là mức giá tốt nhất tại thị trường 2020 dành cho các doanh nhân. Rất cảm ơn tình cảm của quý vị và các bạn đã dành cho kênh công nghệ TND mình, 100.000 sub của mình, 5 năm trời mình phấn đấu, 5 năm trời bao nhiêu đắng cay và nước mắt, và 5 năm trời bao nhiêu đam mê mình thổi vào đó rồi. Cái tốt cũng có, cái xấu cũng có, nhưng cái quan trọng đó là cái tình cảm của các bạn. 100.000 người theo dõi không phải đơn giản. 100.000 người theo dõi đồng nghĩa việc cái tình cảm của các bạn dành cho mình rất là nhiều. Mình sẽ không bao giờ phủ lòng các bạn. Và với tháng này, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn 10 tỷ tiền doanh số bán ở mức giá tốt nhất. Mình có nói thẳng ra các bạn hỏi là liệu như này có lợi nhuận không? Mình đã nói các bạn rồi, mình sẽ có 300.000 từ lợi nhuận một máy để hỗ trợ chi phí cho tiền nhân viên, tiền chi phí bảo hành cho các bạn. Lãi ít lãi nhiều không quan trọng, nhưng cái quan trọng đó là cái chiều sâu, cái chiều dài. Còn chính sách bảo hành của mình thì mình đã nói rồi là 1 năm. Còn sau này các bạn bảo dưỡng vệ sinh cài đặt các bạn sẽ không bao giờ mất tiền. Đối với quý vị và các bạn khách hàng ở tỉnh xa, mình sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các bạn. Các bạn kiểm tra hàng ok, các bạn thanh toán cho mình. Không ok, đuổi nó về, không nhận hàng. Chính sách của mình là như vậy. Không hài lòng hãy alo cho mình một câu. Alo cái là xong rồi. Mình khẳng định với các bạn là mình phục vụ bằng cái tâm, bằng cái tình. Đấy. Cũng phải nói với các bạn, đây là dòng máy cao cấp và rất là nhiều tiền. Nó đủ tiền để các bạn mua một chiếc máy dòng máy gaming
nó đủ tiền cho các bạn mua các dòng máy đồ họa, nhưng nó sẽ không phù hợp cho các anh em chơi game và làm đồ họa. Bởi vì thực tế đây là dòng máy doanh nhân dành cho những người di chuyển đi lại, chủ yếu phục vụ trong các môi trường văn phòng. Đấy, chơi game và làm đồ họa mức hạng trung thôi, làm đồ họa và chơi game chuyên nghiệp sẽ không phù hợp. Đấy, khi các bạn mua máy các bạn phải tính toán. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Nếu như các bạn cảm thấy những cái chương trình của mình hữu ích, hãy cho mình một like, một chia sẻ, đấy, một đăng ký kênh để chúng ta tương tác nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.